Hạ tầng quận 7, khu Nam Sài Gòn và những cái dự án cạnh tranh với mình sắp tới. Đây là mọi người đang nhìn thấy là một cái quận 7, đúng không? Và quận 7 nó có đặc điểm gì? Mọi người nhìn thấy có rất đẹp không? Cái khu vực đang nhìn ở đây chính là Phú Mỹ Hưng, một nhánh của Phú Mỹ Hưng. Và ở xa đằng kia á, chính là dòng sông Xoài Rạp. Và ở đây là góc độ là sông Xoài Rạp giao với sông Sài Gòn nha. Và quận 7 á, là một cái nơi, khu vực phía nam của thành phố Hồ Chí Minh mình có cái địa thế là ven sông, ven nhiều cái sông lớn, cho nên cái không khí ở đây nó rất là mát mẻ và có gọi là cái về vượng khí không Vinh, một cái khu đất bồi nè, gần sông nè, thì cái thế đất của nó là một cái thế đất phong thủy tốt, đồng thời nó là sẽ là một cái điểm kết nối giữa các khu vực phía tây của thành phố Hồ Chí Minh mình lên với khu vực trung tâm và khu vực phía đông. Thì ở đây mình sẽ nhìn thấy quận 7 đây. Quận 7 thì nó cũng không có lớn lắm, nó chỉ như như đây thôi. Và mình sẽ phải biết được những cái trục đường chính của quận 7. Quận 7 thì giáp với cái quận nào? Qua cầu Phú Mỹ thì sẽ đi qua quận 9, đi đến đường Võ Chí Công, đường Nguyễn Thị Định là quận 2, Đồng Văn Cống luôn. Quận 9, quận 2 thì mình đi qua cầu Phú Mỹ. Rồi, đi qua quận 4 thì mình sẽ đi qua cầu Tân Thuận, cầu Kinh Tẻ, cầu Ông Lãnh, các kiểu cây cầu luôn. Và ở đây mọi người sẽ thấy nè, ở đây nó một có một cái kinh, kênh đào là kênh đôi, thì kênh đôi này nó sẽ giao với bên phía quận 5, phía quận 4, thì ở đây nó sẽ có rất là nhiều cây cầu. Mình sẽ thấy ở đây là cầu Tân Thuận nè, cầu Tân Thuận, cầu này là cầu Kinh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Nguyễn Tri Phương, rất là nhiều cây cầu. Rồi những con đường chính ở đây mình sẽ có là đường Huỳnh Tấn Phát, một trục đường rất là dài, nó kết nối từ phía của đầu quận 7 cho tới Nhà Bè luôn. Thứ hai nữa là trục đường đây của mình là trục đường Nguyễn Lương Bằng đó, Nguyễn Lương Bằng, và phía bên đây là Lê Văn Lương và Nguyễn Hữu Thọ. Còn một cái nữa là đường trục đường quốc lộ 50, nó hơi xa một tí nhưng mà nó sẽ là kết nối xung quanh. Thì ở quận 7 nó có bao nhiêu cái phường và cái dự án của mình đang ở phường nào? Phường Phú Thuận á, là khu vực này rất là lớn, khu này nó là có những cái cảng là cảng rau củ, cảng Đông Lạnh. Rồi phường Phú Mỹ là chỗ dự án của mình có nè. Phường Phú Mỹ này nó sẽ giao với huyện Nhà Bè. Rồi phường Tân Phú là cái phường trung tâm ở ngay chỗ Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, Tân Phú nè. Đó, Tân Quy, Tân Hưng, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây. Mọi người thấy chữ Tân nhiều đúng không? Tân Hưng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Thuận. Rồi có hai cái phường khác là phường Phú Thuận và phường Phú Mỹ. Đó, Tân với là Phú. Dễ nhớ đúng không? Và cái dự án của mình nằm ngay ở phường Phú Mỹ đó, thì mình giao với là phía nam á, thì mình sẽ giáp với huyện Nhà Bè, còn phía đông á, thì cái đường cái mảng lớn bên đây nè TL769 là cái khu vực của huyện Nhân Trạch, Đồng Nai. Rồi ở đây mình thấy có một cái đường đất nè, thì đây là một cái cầu mà chưa được xây, cầu này là cầu Cát Lái ha. Rồi Phú Mỹ mình sẽ giao với quận 2 và cái khu vực này là trung tâm của Thủ Thiêm nè, An Lợi Đông, Thủ Thiêm. Thì ở đây nó đang còn hai cây cầu để giúp cho kết nối giữa quận 7 và quận 2 là cầu Thủ Thiêm 3 và cầu Thủ Thiêm 4. Và quận 7 cũng có một cái khu khu chế xuất rất lớn là khu chế xuất Tân Thuận. Gần như ai cũng biết cái khu này tại vì nó tập hợp rất là nhiều công nhân, người lao động ở đây. Và khu vực này mình có một cái cảng nữa là cảng Tân Thuận nha. Ở quận 7 có rất nhiều cảng, cảng Tân Thuận, cảng rau củ, cảng Đông Lạnh. Và những cái cảng này đều có lịch di dời về khu khu vực là cảng Hiệp Phước hoặc là khu vực ra tới cái cảng của mình là cảng Cái Mép luôn. Cái Mép Thị Vải ở Vũng Tàu. Tất cả các cảng đều đã có lịch di chuyển hết rồi, nhưng mà cái việc di chuyển này nó phải có lộ trình. Tiếp theo á, là mình sẽ giao với quận 4. Và quận 4 là một cái quận rất là nhỏ, này, có chút xíu à, có khoảng một cái miếng tam giác thôi. Và từ quận 4 qua quận 1 là chỉ có một cây cầu thôi. Cho nên từ quận 7 mình đi qua quận 1 rất là thuận tiện, trung tâm thành phố rất là thuận tiện. Rồi phía đây là mình sẽ giao với quận 5. Rồi một phần mình giáp với quận 8 và Bình Chánh. Bình Chánh là ở đây nè, huyện Bình Chánh là từ đây. Phong Phú nè, Bình Hưng nè, quận 8. Đấy. Thì cái trục đường Nguyễn Văn Linh nó là cái trục đường phát triển gốc của bên phía của Phú Mỹ Hưng. Và cái trục đường này khi mà mình còn nhỏ này, ví dụ như Tiền ở miền Tây nè cũng hay đi. Không biết em có đi đường Nguyễn Văn Linh không? Hồi lúc còn nhỏ mới lên Sài Gòn rồi đó, có đi đường Nguyễn Văn Linh không?
đâu mất rồi. Alo, Tiền ơi, em còn ngồi đây không? Dạ con sẽ Trời ơi, tưởng gì đâu. mạng nó chậm quá. Em có đi đường Nguyễn Văn Linh lần nào không? Lúc còn nhỏ, hồi khoảng mới vào Sài Gòn chẳng hạn. Dạ không, em ở hướng bên đây, em đi tham lương về, không có đi bên Nguyễn Văn Linh. Các bạn ở tỉnh miền ở miền Tây như sếp nè, hồi đợt đó là 2010 2007 tới 2010 á, thì khi mà mình về miền Tây á, chủ yếu mình sẽ đi đường Nguyễn Văn Linh thôi. Tại cái đường này nó rất là rộng. Nó rộng mà nó còn đẹp nữa. Và cái trục đường Nguyễn Văn Linh á, nó bắt nguồn từ phía trung tâm của quận 7 luôn, ngay cái góc đầu giao với quận 4 á, và đi dài xuống hết tới cái vùng nối với huyện Bình quận Bình Tân. Thì cái trục đường này nó đi ngang qua Phú Mỹ Hưng và nó đi ngang cái cụm đại học RMIT rồi nè, các kiểu công viên cây xanh ở Nguyễn Văn Linh, và nó sẽ di chuyển dài 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 xuống hướng của Bình Tân, Bình Chánh. Và Nguyễn Văn Linh là một cái trục đường kết nối giao thông giữa miền Tây, khu vực các tỉnh miền Tây và phía trung tâm của Sài Gòn. Và mọi người nhìn thấy ở đây nó có rất là nhiều cây cầu kết nối giữa cái trục đường này và các khu vực lân cận, đúng không? Cầu Chánh Hưng nè, cầu Nhị Thương Đường là khu vực của quận 8 nè, cầu Nguyễn Văn Cừ là đi qua quận 5 đấy, cầu Kinh Tẻ là đi về quận 4 và đi qua cầu Ông Lãnh, rồi cầu Khánh Hội, cầu Tân Thuận 1 thì sẽ đi qua hướng của chỗ mà Bến Nhà Rồng á đó. Đó, thì những cái con đường này sau này khi mà mình di chuyển từ khu Đông qua phía của khu Nam này, mình sẽ đi qua các con đường này, có thể đi cầu Khánh Hội hoặc có thể đi cầu Ông Lãnh đó. Rồi những cái trục đường chính nè, Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát các kiểu. Thì sao, thì quận 7 là một cái khu có cái quỹ đất là khoảng 3.500 hecta đó, giáp với huyện Nhân Trạch, giáp với phía Bình Chánh, quận 8, quận 4, quận 2 gì đó. Rồi, và ở đây là một cái khu vực cửa ngõ trọng điểm, quy tụ các điểm khu vực kinh tế như là cảng Hiệp Phước, cảng Long Hậu, và đồng thời cái quốc lộ 50 là kết nối giữa với quốc lộ 50. Thì ở đây cũng tập hợp rất là nhiều dự án nha, Lovera Park của Khang Điền, Mizuki Park của Nam Long. Tại vì sao? Bởi vì quận 7 hết quỹ đất rồi, họ phải dần di chuyển sang Bình Chánh, và cái quốc lộ 50 này cũng là cái quốc lộ kết nối giao thông huyết mạch gọi để vận chuyển hàng hóa, cho nên mình phải biết được cái quốc lộ này, và nó cũng là một trong những cái điểm về phát triển bất động sản. Rồi, tại sao lại là quận 7 mà không phải là những cái quận khác ở phía Nam này? Bởi vì quận 7 á, nó liền kề với những cái quận gọi là trung tâm phát triển lâu đời của thành phố của mình. Nó gần với quận 1, gần với quận 3, đúng không? Nhưng mà quận 1, quận 3 thì sao? Quận 4 thì sao? Nó hết cái quỹ đất rồi, không còn quỹ đất nữa. Cho nên họ phải lan ra quận 7 nè, một phần của Nhà Bè, một phần của quận 8, một phần của Bình Chánh. Đó, thì chính vì điều đó mà nhà nước mới tập trung đầu tư vào Nam Sài Gòn để phát triển kinh tế ở đây, kết nối giao thông, phát triển kinh tế và tạo nên một cái môi trường sống tốt. Thì sắp tới chúng ta sẽ xây được cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4, thì kế hoạch xây dựng vào 2021 tới 2025 sẽ kết nối giữa quận 2 và quận 7. Hiện tại quận 2 và quận 7 đang kết nối với nhau bởi cái cầu là cầu Phú Mỹ. Mọi người đã từng đi qua cầu Phú Mỹ hay chưa? Nếu mà đã đi qua rồi thì like một cái. Cầu Phú Mỹ thì nó giống như là cầu Mỹ Thuận ở Vĩnh Long, Cần Thơ vậy đó. Người ta còn gọi là Phú Mỹ, Mỹ Thuận Sài Gòn, cầu Phú Mỹ á. Rồi bên cạnh đó thì sẽ có cầu Nguyễn Khoái, nó sẽ giúp giúp kết nối giữa quận 4 và bên phía của quận cầu Nguyễn Khoái là quận 4, quận 7. Tất cả các cây cầu nè, nó rất là quan trọng này, tại vì quận 7 là kết nối với các quận khác thông qua những cái cầu, tại vì nó xung quanh, nó gần như là bao quanh bởi các con sông và kênh rạch. Kết nối với quận 2 cũng qua cầu Phú Mỹ nè, kết nối với quận 1 cũng qua cầu quận 4 á, là kết nối và qua cầu Kinh Tẻ nè, cầu Tân Thuận nè, và từ đó thì kết nối quận 1 qua những cái cầu khác. Cho nên các cây cầu là chính là cái điểm điểm nút giao thông, bởi vì không có cầu làm sao qua được cái quận khác. Cho nên những cái cây cầu nào mà chưa xây, nó cũng là một cái phần làm cho cái hạ tầng ở đây chưa phát triển đồng bộ, và đó chính là cơ hội giá trị chờ của khu vực Nam Sài Gòn. Nếu như mà cái cầu Thủ Thiêm 4 xây á, thì dự án khu vực quận 7 nó lại lên nữa, tại vì qua quận 2 quá dễ, quá ngắn luôn, đi một chút xíu là bây giờ mọi người phải đi qua cái cầu Phú Mỹ. Rồi đi qua cái cầu Phú Mỹ thì ngay khu này của quận 9 á, quận 2 á, thì nó rất là hoang vắng, mà muốn để đi qua bên phía của Thủ Thiêm á, phải đi chạy dạng một đoạn cũng khoảng mười mấy cây. Nhưng mà nếu như cầu Phú Thủ Thiêm 4 á, là nó đi từ Huỳnh Tấn Phát nè, nó thẳng nói thẳng qua hướng của đường bên chỗ
khu đô thị Thủ Thiêm luôn. Thì mọi người nghĩ đi, Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức kết nối với quận 7 chỉ qua một cái cầu thôi, thì giá trị bất động sản quận 7 nó lại tăng đột biến nữa. Và ở quận 7 nó sẽ có những cái gì? Mọi người nhìn trên, anh chị nhìn trên bản đồ nè, tất cả nhà cửa đều xây rất là khang trang đúng không? Đều là những cái đường, hệ thống đường Ô Bàn Cờ, cầu Bán Nguyệt, hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao. Chắc là ai cũng đã từng đi qua hồ Bán Nguyệt rồi chứ. Có ai ở đây chưa đi hồ Bán Nguyệt không? Nếu mà chưa đi hồ Bán Nguyệt thì raise hand lên coi. Thôi, thôi, chat thì chat vào khung chat đi. Ai mà chưa đi hồ Bán Nguyệt bao giờ? Để mình coi cái trải nghiệm quận 7 của mình như thế nào. Hồi từ lúc đi học đại học lên đây tới khi mà đi làm quận 7 thì sếp mới đi tới hồ Bán Nguyệt luôn á. Ghê không? Ai đã đi, ai chưa đi hồ Bán Nguyệt thì giơ tay comment vào số 1. Vậy là ai cũng đã đi hồ Bán Nguyệt rồi đúng không? Nguyên anh đi hồ Bán Nguyệt chưa? Hà chưa đi hả Hà? Một điểm du lịch nổi tiếng thôi mà chưa đi. Ta chưa đi thử. Chưa đi thì đi thôi, sắp tới thì được đi. Em đi rồi, được rồi, ok. Chắc Hà cũng mới vô Sài Gòn. Ở đâu Hà vô Sài Gòn lâu đúng không em? Dạ. Thì mình làm bất động sản thì cái việc của mình là chính là đi nhiều, trải nghiệm nhiều thì mình mới sẽ có kiến thức và có được cái trải nghiệm của nghề, nói chuyện người ta nghe nó mới thực tế. Rồi thế là mình sẽ thấy là những cái con đường, những cái khu đô thị được quy hoạch bài bản bằng cách là những cái khu phố, những cái ô đường bàn cờ, không phải ở đâu cũng được như quận 7 đâu, tại vì quận 7 là một cái khu đô thị mới được hình thành từ khoảng thời điểm Phú Mỹ Hưng được thành lập là năm 1993. Thì thời điểm 95, 97 á, thì cái khu đô thị Phú Mỹ Hưng dần dần được tập trung xây dựng, tập trung đầu tư. Và những cái trục đường chính mình phải đều phải nhớ, bây giờ ngồi nhớ đi, Nguyễn Hữu Thọ nó sẽ nối từ phía của quận 4 đi xuyên qua quận 7 và đi tới huyện Nhà Bè. Và trục đường này cũng có rất là nhiều ông lớn bất động sản đang khai thác ở đây rồi. Trong khu vực của quận 7 thì mình có biết là ông Novaland đúng không? Ông xây một cái là Sunrise City ngay đối diện Lotte Mart, rồi đi kế bên nữa là một cái ông Sunrise City View cũng của Novaland luôn, và đi xuống hướng cổ qua tới cái, ở đây có một cái cầu giao với Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ giao Nguyễn Văn Linh ở đây nè, thì qua tới địa phận của Nhà Bè rồi, thì ngay chỗ này là cầu Rạch Đĩa, thì nó có một cái cụm ở phía bên đây, mọi người có thấy con chuột xếp chỉ không, thì đây là cái cụm của Sunrise Riverside đó. Ba cái cụm nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ rồi là mình biết là cái trục đường này là trục đường chính như thế nào, ông lớn như Novaland còn phải tập trung ở đây. Tiếp theo là trục đường Nguyễn Văn Linh. Trục đường Nguyễn Văn Linh là cái trục đường ở đây, mọi người thấy Tân Phong nè, đây là Phú Mỹ Hưng đây nè, Nguyễn Lương Bằng cũng đây là Phú Mỹ Hưng nè, Tân Phú luôn, Phú Mỹ Hưng luôn nè. Đó, thì Phú Mỹ Hưng nó có 6 phân khu, thì nó tập trung ở đường Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Lương Bằng nha. Hồi xưa khi mà mới vô xuống quận 7 mình cũng chả biết Nguyễn Văn Linh ở đâu, mình đi vòng vòng mình coi ông đô thị Phú Mỹ Hưng mà mình không biết ông nằm ở đâu, chạy giáo giác khắp nơi không không biết kiếm ở đâu. Thì bây giờ mình phải biết nó là nằm ôm trên trục đường đoạn đầu của Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Lương Bằng. Tiếp theo là cái trục đường Huỳnh Tấn Phát, nó sẽ bắt nguồn từ cái cầu Tân Thuận luôn, bắt nguồn từ cầu Tân Thuận và đi xuyên qua giao với cầu Phú Mỹ nè, đấy, chạy xuyên qua gần như xuyên suốt cái quận 7 của mình theo hướng này, theo hướng nam là đường Huỳnh Tấn Phát. Huỳnh Tấn Phát, và cái hiện tượng mà ngập á, nó xảy ra nặng nề nhất là ở khu vực đường Huỳnh Tấn Phát. Đường Huỳnh Tấn Phát ở đây, và cái đường nhỏ nhỏ này mọi người nhìn thấy nè, nó giao với cầu Phú Mỹ đúng không? Nó chạy xuyên suốt theo cái ven sông, mé sông này, cái đường nhỏ nhỏ này nè là đường Đào Trí. Đây gọi là con đường tỷ đô. Bởi vì sao? Nó ven con sông này. Con sông này là gọi là sông Xoài Rạp, con sông rất là rộng. Sông Xoài Rạp là một cái con sông mà dành cho vận tải biển. Tại sao là vận tải biển? Bởi vì con sông này nó sẽ giao với Biển Đông, và những cái luồng vận tải hàng hóa mà tàu container lớn chỉ vào được trong các cảng bằng sông Xoài Rạp mà thôi. Hồi xưa xếp học về quy hoạch cảng biển thì con sông này rất là nổi tiếng, bởi vì con sông này đặc biệt là nó có một cái luồng nước sâu
nó một cái luồng nước sâu và cái độ bồi lắng của phù sa ở con sông này nó không nhiều như những cái chỗ khác, và nó tạo điều kiện cho những cái tuyến vận tải hàng hải quốc tế của mình có thể di chuyển trong cái lòng sông Xoài Rạp này để đến với khu vực cảng ở quận 7. Đó thì con sông này rất là lớn và rất là sâu, cho nên ở đây là cái con đường đào trí nó ven con sông Xoài Rạp này, cho nên nó sẽ tạo một cái view rất là đẹp, rất là thoáng. Và ở con đường đào trí này giống như một cái review hôm bữa sếp đăng, sếp làm video á, nó tập trung bởi ông An Gia. Ông An Gia ông sẽ tập trung ở khu vực cuối này nè, khu vực cuối này Hàn Quốc Việt ở đây nè, thì ông sẽ tập trung ở đây. Và xích lên một chút xíu là ở ngay đoạn này thì là ông Hưng Thịnh Q7 Sài Gòn Riverside Complex. Ở đây là một cụm của An Gia luôn. An Gia thì nó nổi tiếng ngay cái khu vực này là 89 Hoàng Quốc Việt. Hoàng Quốc Việt thì nó giao với đường Đào Trí và ngay góc đường này luôn. Đó thì một cụm An Gia rất là nhiều dự án, An Gia Riverside, An Gia Skyline, An Gia Panorama, Sky 89, các thể loại An Gia thì tập trung ở đây. Và An Gia cũng là một trong những chủ đầu tư lớn ở quận 7, được thành lập từ năm 2006. Và cái dự án hồi xưa là River City, hiện tại là bây giờ là Sunshine Diamond River, là hồi trước là An Gia mua lại của ông Phát Đạt, sau đấy thì đổi sang chịu không nổi thì về cái độ nóng của dự án, tại vì nó nóng lắm, nó quỹ đất nó lớn, và thứ hai nữa là quá nhiều sản phẩm và An Gia chịu không nổi nên đành phải là buông tay, và ông Sun Sun Sunshine rất ông mua lại, bây giờ nó có tên là Sunshine Diamond River. Và dự án này hồi xưa sếp cũng có bán, và sàn lúc đó là sàn khu Nam cũng bán ở đây nè, sếp Khánh nè, Phương nè, Lê nè, đều có bán ở đây hết. Hai ông Sunshine, tại vì chủ đầu tư Sunshine là một trong những chủ đầu tư rất là đặc biệt mà mọi người nên tìm hiểu, bởi vì quận 7 họ có hai dự án. Tiếp theo ha. Đó thì đây là con đường Huỳnh Tấn Phát nè. Hình này lấy trên mạng cho nó hơi xấu một chút xíu. Quận 7 hiện tại con đường Huỳnh Tấn Phát này nó dài khoảng là 12,5 km và nó kéo dài từ quận 7 cho tới cả Nhà Bè. Thì cái đường này là một cái trục đường giao thông huyết mạch, và trên trục đường này nó cũng có rất là nhiều dự án, trong đó thì có một cái dự án của tập đoàn Đất Xanh là Lux City nằm tại 528 Huỳnh Tấn Phát, gần giao với chỗ Nguyễn Thị Thập ngay chân cầu Phú Mỹ luôn. Thì ở đây á, cái đường Huỳnh Tấn Phát hồi xưa nó rất là ngập ngập khủng khiếp, ngập dã man, mà nó còn kẹt xe nữa bởi vì nó rất là nhỏ. Nhưng mà cái hình hiện tại mình đang xem á, là hình đã được mở rộng rồi. Thời điểm 2019 á, lúc đó là đang làm ở sàn khu Nam, thì đường Huỳnh Tấn Phát bắt đầu được mở rộng, và tầm khoảng cuối năm 2019 đầu năm 2020 á, thì con đường nó đã được như thế này rồi, và nó vừa mở rộng vừa nâng đường lên, bởi vì con đường này nó ngập rất sâu, ngập sâu lắm luôn, gần như là cả nửa mét. Và đường Huỳnh Tấn Phát là một trong những cái điểm đen về kẹt xe bởi vì nó là trục đường huyết mạch. Thứ hai nữa, nó giao với rất là nhiều cái con đường khác, tại vì ông này ông nằm theo chiều trục dọc này nè, thì tất cả những đường khác đều phải cắt ngang ổng, cho nên là giao thông rất là phức tạp ở con đường Huỳnh Tấn Phát này. Hồi xưa nó còn thấp nữa cho nên bị ngập. Và cái đường Huỳnh Tấn Phát này đoạn gần với giao với Nguyễn Thị Thập á, thì sẽ có một cái cung đường là đường Trần Trọng Cung. Trần Trọng Cung giao với Huỳnh Tấn Phát gần cái đoạn của cầu Phú Mỹ, thì đấy là cái khu vực của ông tập đoàn Nam Long, khu vực khu dân cư khu đô thị Nam Long, thì trong đó mình sẽ có là E-Home5 của Nam Long, nó có tên khác là E-Home Richview, The Richview. Rồi khu đó là các khu đô thị của Nam Long, rất là nhiều dãy biệt thự, nhà phố rất là đẹp, rất là sang trọng, và hình như Thủy Tiên, Công Vinh cũng ở trong đó luôn. Nghe đồn là vậy. Ở trong khu đô thị quận 7 ở của Nam Long á, là đường khung đường Trần Trọng Cung á. Nha. Quận 7 có rất là nhiều câu chuyện, và các gần như các nghệ sĩ nổi tiếng họ sẽ ở quận 7 cũng khá là nhiều. Hồi xưa Trấn Thành cũng ở quận 7 nè, nhà cha mẹ, đúng không? Rồi, tiếp theo là con đường Đào Trí. Đường Đào Trí cũng là một trong những con đường ngập, gọi là ngập nổi tiếng luôn. Bởi vì sao? Nó ven sông. Thứ hai nữa là nó rất là thấp, thấp hơn so với mực nước á. Thời điểm bán Sunshine Diamond River hồi 2019 là khoảng thời điểm tháng 8 tới tháng 10, rồi kéo dài tới khoảng tháng 12. Và trời mưa lớn ngay mùa mưa mà, ngập nửa bánh xe. Nó ngập một đoạn thôi, đoạn ngắn từ đoạn mà vừa đầu đường cho tới là qua cái dự án Sunshine Diamond River, nó ngập đúng đoạn đó thôi. Còn đoạn sau á, cái đường Đạo Trí á, là nó vẫn chưa thông đường nha. Mọi người nhìn thấy nè, để kéo xuống cái đường Đạo Trí nè. Đây là đường Đạo Trí. Đường Đạo Trí này nó đi từ phía của đoạn giao với
giao với cầu Phú Mỹ và nó đi thẳng qua phía bên ngược lại á. Ngược lại cái hình này nó sẽ đi thẳng vô cái khu đô thị của Nam Long và đi xuôi xuống thì nó sẽ ven cái sông Xoài Rạp này, ven sông Xoài Rạp này, và cái đoạn ngay chỗ mọi người nhìn thấy là chỗ xếp chỉ cái con chuột nè, cái đoạn này thì nó vẫn chưa thông đường. Ở đây là cái khu di tích Gò Ô Môi, cái khu xanh xanh này nè là khu di tích Gò Ô Môi, còn khu bên bên tay trái giao với sông đây là cái khu khu gì Mũi Đèn Đỏ, khu công viên Mũi Đèn Đỏ là cái khu này nè, ven sông đấy. Thì cái đoạn này nó vẫn chưa thông đường và mình muốn đi á, thì mình phải quay ngược trở lại và mình đi ra thì mới thông được cái đường đi xuống phía của cái đường đạo trí phía dưới, bởi vì ở đây nó vướng cái gì đó mà nó chưa có thông được. Rồi quận 7 nó rất là nhiều cái hay. Rồi đường Đào Trí, thì đường Đào Trí họ cũng đã nâng cấp rồi. Ở đây nó ghi thời điểm vào tháng 4 năm 2021 là đã nâng cấp và mở rộng đường Đào Trí ở cái mức độ là rộng 9 mét và chiều dài từ cái đoạn nè, đường Gò Ô Môi đến cầu Bà Bướm. Cầu Bà Bướm là ngay chỗ Sunshine Diamond River luôn. Và bên kia chính là di tích khu di tích Gò Ô Môi. Đấy, thì thời điểm tháng 5 chứ. Đó thì tổng kinh phí này là thường là do ông chủ đầu tư nào đó sẽ bỏ tiền ra để cho con đường vô dự án của người ta nó được rộng rãi và được dễ dàng cho khách hàng. Chứ ông địa phương đợi ông địa phương chắc còn mù quýt. Ông địa phương ông sẽ nhũng nhiễu làm sao để ông chủ đầu tư này ông chi tiền để được làm đường. Cái công chuyện này mình cũng nghe thừa đúng không? Và ở đây là chủ đầu tư Sài Gòn tập đoàn Peninsula nè. Tập đoàn này sẽ làm cái công viên Mũi Đèn Đỏ đó. Họ chi tiền để mà được làm cái con đường này. Rồi tiếp theo là cái hầm Chu Nguyễn Hữu Thọ. Nãy giờ mình đang nói về nâng cấp hạ tầng giao thông ở quận 7. Hầm Chu Nguyễn Hữu Thọ là giao cái đường mà mình đang nhìn đây nè, là đường Nguyễn Văn Linh nha. Còn cái đường vuông góc với nó, cắt ngang nó là đường Nguyễn Hữu Thọ. Phía bên tay trái của mình á sẽ là khu vực đi thẳng về hướng của về Nhà Bè, còn phía bên tay phải của mình á là đi về hướng của quận 7. Những cái cụm nhà này là khu vực của cái trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cái nhà cao tầng ở đây là khu vực trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học An Ninh, và ở đây là có Đại học RMIT nữa nha. Đó, đây là một cái gọi là cái điểm đen nữa tiếp theo của quận 7. Bởi vì mình thấy là đường Nguyễn Văn Linh cái bên dãy bên đây nè, đông dã man luôn. Và bên đây thì chiều ngược lại cũng đông luôn. Và cái trục đường này nó bị kẹt xe thường xuyên. Bởi vì sao? Vì Nguyễn Văn Linh là con đường mà dành cho xe tải đi. Làn đường xe tải, làn đường xe máy nè. Và trục đường Nguyễn Văn Linh cũng có rất là nhiều dự án. Thì cái hầm chui này nó đã làm được từ khoảng tháng 4 năm 2020 cho tới cuối năm 2021 này sẽ thông xe. Và dự kiến là đầu năm 22 là sẽ được sử dụng. Thì cái này gọi là một cái nút giao hai tầng, là mình sẽ đi xuống đường hầm và ở trên đường bề mặt ấy. Thì cái trục này nó rất là, cái nút này nó rất là nhiều năm rồi. Đây là cái cầu Nguyễn Khoái. Cầu Nguyễn Khoái là một cái cây cầu kết nối giữa quận 4 và quận 1. Thì cái cầu này nó sẽ giúp cho quãng đường mình di chuyển từ quận 7 qua với trung tâm ngắn hơn. Và đây là phối cảnh của bên Sở Giao thông Vận tải thành phố. Họ sẽ xây cái cầu Nguyễn Khoái theo kiểu này để kết nối với bên kia là đại lộ Võ Văn Kiệt. Còn phía bên này của quận 4 đó, đó là đường gì? Đường Bến Vân Đồn nha. Rồi, tiếp theo là những cái cầu. Cầu Thủ Thiêm 3, cầu Thủ Thiêm 4 là hai cây cầu, hai cái hạ tầng quan trọng mà sẽ giúp cho quận 7 của mình phát triển. Và gần như là cái tin vui là mình đã có cái lộ trình để xây dựng nó là từ giai đoạn 2021 tới 2025, sẽ giúp cho sự phát triển ở hạ tầng khu Nam, bất động sản khu Nam tăng thêm một mức giá nữa. Và nếu như bây giờ khách hàng đầu tư ở khu Nam thì cái cơ hội để mình sở hữu một cái không gian sống tốt nè, và cái giá trị chờ của hạ tầng vẫn đang còn khá nhiều, bởi vì nó vẫn là một cái khu đô thị đáng sống và quỹ đất vẫn có hạn, đồng thời đang có những cái giá trị chờ của khu vực này. Sau này khi mà những cái cảng, ví dụ như cảng rau củ, cảng đông lạnh họ di chuyển, thì những cái quỹ đất đó sẽ xây tiếp tục là những cái dự án khác. Thì có những tin đồn là VinGroup đã mua lại hay ông này ông kia mua lại, nhưng thật sự là chưa có thông tin chính thức, và sắp tới là sẽ có rất là nhiều cái sự biến động. Giả sử như những cái ông đó ông về quận 7 ông làm đi thì giá trị gia tăng của bất động sản quận 7 lại còn khủng khiếp hơn nữa. Đấy chính là những cái giá trị chờ của bất động sản quận 7 Nam nói chung. Ở đây thì mọi người sẽ nhìn thấy nè, một số cái hình ảnh về hạ tầng. Cầu Kinh Tẻ là cây cầu mà kết nối
với quận, nó sẽ đi thẳng xuống đường Nguyễn Hữu Thọ, đi về hướng của Sunrise City. Thì cái cầu Kinh Tẻ này hồi đợt 2007, 2008 thì nó đang nâng cấp mở rộng, nó mở rộng cái bề mặt cầu, và cái mở rộng này nó kéo dài hình như 2-3 năm luôn, và trong khi mở rộng có 1 mét à. Và đây là một cái câu chuyện rất là nói rất là nhiều về báo chí về về cái việc là thi công chậm, và cũng như là cái giá trị thi công á nó cực kỳ đắt tiền. Chả biết lý do vì sao mà cái cầu Kinh Tẻ này làm rất chậm và mở có 1 mét thôi, mỗi bên 1 mét thôi mà làm mấy năm trời, tốn rất là nhiều tiền của nhà nước. Rồi cầu Kinh Tẻ nha, cầu Nguyễn Khoái là ở đây nè, sẽ bắc qua phía của quận Tư, cầu Trần Đình Xu, cầu Công Rảnh, cầu Thủ Thiêm Ba, các thể loại cây cầu. Và đây là một trong những cái mà mình còn phải biết. Ở đây người ta chỉ về Sunrise City, Sunrise City View nè, có thể cái hình này là cái ông nào bán Sunrise City. Đây là Sunrise Riverside nè, đều tập trung trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ và của chủ đầu tư Novaland. Cái này là khu Phú Mỹ Hưng. Rồi, mình sẽ nhìn thấy là ở ở phương 7 nó có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, có 10 cái phường. Và ở đây là một cái ví dụ về khảo sát giá trong thời điểm năm 2019 thì phải. Lex City của Đất Xanh đây là ngay ở phường Bình Thuận, là giá bán thời điểm đó là còn rẻ, bây giờ là khoảng 37 triệu một mét vuông rồi, đã có sổ hồng riêng. Ai mà chưa xem những cái video về quận 7 á, thì hãy xem lại. Những cái chủ đầu tư ở quận 7 cũng khá là hay để mình xem, để mình nắm được những ông nào đang ở đây, và câu chuyện về đầu tư, câu chuyện về chủ đầu tư á, vẫn luôn rất là hot trong giới đầu tư, mình phải biết được. Ở quận 7 có rất là nhiều dự án và rất nhiều chủ đầu tư, mình nên phải xem nhiều hơn để mình biết được, mình nhớ được. Sắp tới khi mình được đi trực tiếp á, thì mình sẽ có thể là nhớ được nhiều hơn. Nhưng mà hiện tại mình phải nhớ sơ bộ được những cái điều này. An Gia nè, khu vực An Gia đây. Đó, Sunshine Diamond River. Và giá này là giá khảo sát thời điểm 2019 nha. Sunshine City Sài Gòn. Sunrise City. Đấy. Rồi. Mình sẽ đi qua một vòng các dự án hiện hữu của bên chỗ quận 7 để anh chị em dễ hình dung hơn. Trên màn hình hiện tại là dự án là Ecolin Sài Gòn. Đây là một cái dự án cũng rất là nổi tiếng bởi vì nó nằm ngay cái cổng vào của quận 7, kết nối thẳng trực tiếp từ phía của cây cầu Tân Thuận đi qua. Vừa qua cầu Tân Thuận là giao với Nguyễn Văn Linh. Thì bên phía tay trái của mình sẽ đi vô hướng của khu chế xuất Tân Thuận. Ha. Thì đây là Ecolin Sài Gòn, quỹ đất tới 14 hectare, và ông chủ đầu tư này là ông chủ đầu tư từ Hà Nội vào. Và cái dự án này nó đã mở bán rất là lâu rồi, nó có khoảng 5 tòa và có một cái tòa khách sạn nữa. Và nó vẫn chưa làm xong. Đây là những dự án đã, đây là những cái tòa đã xong của nó, nhưng mà quỹ đất vẫn còn và đang xây tiếp tục và đang mở bán trong những đợt tiếp theo. Hồi xưa là có rất là nhiều người nhảy vào bán dự án này, gồm có là Đất Xanh Miền Nam, hoặc là những cái công ty như Khải Hoàng Land, hay là những cái sàn môi giới khác á, là đều đã từng trải qua dự án Ecolin Sài Gòn rồi, và vị trí của nó khá là đẹp, ngay mặt tiền đại lộ luôn. Còn cái phía tòa nhỏ nhỏ đây nè là dự án SC Lakeside của cái ông Tiến Phát. Tiến Phát là công ty về mảng bất động sản của Hòa Bình. Mình thấy không, nó nhỏ bé, nó nhỏ xíu so với ông bên phía Ecolin Sài Gòn luôn. Và cái ông Tiến Phát này cũng bị trễ tiến độ nhiều năm. Rồi, Ecolin Sài Gòn là khi mình đi vừa qua cái cổng của cái cầu Tân Thuận là mình nhìn thấy cái tòa nhà rất là khủng bố này, chính là Ecolin Sài Gòn. Và thời điểm bán, thời điểm năm 2019 2020 thì giá bán của Ecolin Sài Gòn nó dao động từ khoảng 45 đến 55 triệu một mét vuông. Đó, cái nhược điểm của nó là nằm nằm ngay trên trục đường dành cho container di chuyển. Và cái khu vực này cũng là một điểm nóng giao thông bởi vì nó là giao điểm giữa quận 7 đi qua phía trung tâm của quận 4. Quận 4 xong rồi tới quận 1 á, cho nên là nó rất là căng thẳng về giao thông, xe container cũng nhiều cho nên là cũng hơi nguy hiểm. Và trong nội khu nó có một cái chỗ mà vàng vàng ở đây, chính là trường tiểu học Kim Đồng. Thì khu này nó có một cái trường luôn, và cái trường này là ông chủ đầu tư này ông đập đi, ông xây mới nha. Hồi trước nó là một cái trường cũ và ông này ông có cái quỹ đất, ông đập cái trường này xây mới lại, trường tiểu học Kim Đồng mới. Và đi thẳng xuống mình sẽ thấy những cái khu tòa nhà xa xa phía đây, chính là quận 7 đây. Quận 7 của mình rất là phát triển, rất là nhiều tòa nhà chung cư, tòa nhà cao tầng.
Mọi người có thấy con chuột sắp chỉ không? Thì ngay cái chỗ này nè, chính là Gold Star, Golden Star của Hưng Lộc Phát. Cái chỗ đen đen cái bên đây chính là khu vực của Dockland, Cosmo, DC. Ngay DC quận 7 là cái chỗ này. Ông này là Golden Star. Còn phía đây chính là Lux City của đất xanh đây. Phía xa xa đây á là trục đường Huỳnh Tấn Phát là Riviera Boy. Còn cái ông nhỏ nhỏ đây chính là Sunshine City Sài Gòn. Bây giờ mình đã thuộc được các dự án quận 7 rồi, chứ hồi xưa nhìn vào là chả biết ông nào hết, tại vì quá nhiều. Quận 7 nó rất là nhiều dự án. Đây là con đường Đào Trí. Con đường tỷ đô đây. Bởi vì nó là con đường chỉ dài khoảng 1,1 km thôi, nhưng mà nó tập hợp rất là nhiều dự án ven sông ở đây, và kể cả cái ông Sài Gòn Peninsula này, công viên Mũi Đèn Đỏ, nó tạo nên một cái trục đường rất là nhiều dự án nổi tiếng và của các chủ đầu tư lớn. Và con đường này là con đường tỷ đô, chứ triệu đô không nổi nữa luôn. Và ở đây là khu vực của cảng này, là cảng Đông Lạnh và cảng Rau Củ nè. Còn cái tòa nhà mình nhìn thấy ở đây nè, là tòa cũ. Và cái hình tiếp theo là hình hiện tại, được chụp vào khoảng tháng 5 năm nay. Mình sẽ nhìn thấy cái này nó đã được ốp kính. Hồi xưa tên cũ của nó là River City, bây giờ nó tên là Sunshine Diamond River. Là một dự án cực kỳ nổi tiếng ở khu vực quận 7 luôn, và ai cũng biết, nói tới ai cũng biết nó là ở vị trí 422 Đào Trí. Tên cũ là Everest 2, là của Phát Đạt. Sau đó Phát Đạt bán cho An Gia, đổi tên thành River City, rồi River City lại bán tiếp cho Sunshine, rất đổi thành Sunshine Diamond River. Đó, một dự án rất là nổi tiếng. Ở bên đây là Zamuna. Khu Zamuna này là gồm có hai cái tòa nhà căn hộ, có một số tầng là dành cho suất tái định cư, không, suất nhà ở xã hội, còn một số tầng khác là nhà ở thương mại. Và khách mà mua trong cái này là chủ yếu là dân giàu không, chứ không phải dân nghèo nữa. Rồi, trong khu Zamona này nó có một cái cụm nhà nhà phố thấp tầng nữa, cho nên khu này cũng là một cái khu đáng sống. Hồi xưa thì nó bị ngập nhưng bây giờ nó đỡ, nó hết rồi. Còn ở phía bên tay phải này, mình sẽ thấy hai cái tòa nhà này chính là Lux Garden của đất xanh trúc, và cái cầu này gọi là cái cầu Bà Bướm nè. Rạch này là rạch Bà Bướm, và khi vừa bước qua cái cầu này là chúng ta sẽ đến cái địa phận của khu này, là khu di tích Gò Omoi, và phía bên này là Sài Gòn Peninsula. Đó, rất là gần, rất là dễ hình dung, dễ nhận biết nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ di chuyển qua tới Phú Mỹ Hưng. Ở trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy hai con đường. Phía bên tay trái là con đường Huỳnh Tấn Phát. Phía bên tay phải là con đường gì? Con đường Nguyễn Lương Bằng của chúng ta. Đó, dự án của mình sẽ nằm trên cái con đường Nguyễn Lương Bằng nè. Rồi, cái cầu này là cầu Phú Thuận. Và từ bên đây là Huỳnh Tấn Phát mà di chuyển qua Phú Mỹ Hưng. Khu này là khu trung tâm hành chính của Phú Mỹ Hưng nha. Khu này nè, khu mà vàng vàng đỏ đỏ xanh xanh này nè, là khu trung tâm hành chính của Phú Mỹ Hưng. Ở đây còn có rất là nhiều quỹ đất, thì khu trung tâm hành chính này cũng rất là đẹp. Mình nhìn vô mình sẽ thấy nè, những cái tòa nhà cán bộ gì, ủy ban nhân dân, chi cục thuế, cục công an, cảnh sát gì đó, tất cả nó đều nằm ở trên cái trục đường này. Và bước qua cây cầu Phú Thuận là tới trung tâm của Phú Mỹ Hưng. Còn cái chảy này chính là The Midtown của Phú Mỹ Hưng luôn. Trục đường Huỳnh Tấn Phát mình đi thẳng xuống, mọi người sẽ nhìn thấy ngay trước mặt của mình đây là một cái cụm ba tòa. Đây là Riviera Boy của Capland. Nhìn xuống con sông này gọi là sông Cả Cấm. Sông Cả Cấm, và nhìn bên đây là Phú Mỹ Hưng. Riviera Boy thiết kế rất là đặc biệt. Nó hình dẹp như thế này và gần như căn nào cũng sẽ được view qua Phú Mỹ Hưng hết. Rồi, ngay chỗ chân cầu Phú Thuận bên phía bên kia mà tòa nhà xanh xanh ở đây chính là Sunshine City Sài Gòn. Một ông chủ đầu tư rất là khá là tai tiếng. Hiện tại gọi là tai tiếng chứ không phải là nổi tiếng nữa. Bởi vì sao? Ở đây mình sẽ có một cái cụm dài dài này nè. Quỹ đất này là quỹ đất tới chín chín block chung cư, và hồi xưa nó cũng là của Phát Đạt. Hồi xưa nó có tên là Everest 3 của Phát Đạt, nhưng bây giờ nó đã được bán cho Sunshine Group rồi. Và nó có một cái quỹ đất khoảng 9 hectare, gồm có cụm nhà phố và cả căn hộ chung cư. Và ông Sunshine ông mua lại, ông làm thành 9 tòa đó. Hiện tại mới có một tòa là nhận nhà thôi. Khách hàng ở đây hồi xưa là trong team có bán 2 căn. Bây giờ thì
khách hàng ý kiến đòi lại tiền cực kỳ nhiều, và Sunshine Group thì mọi người nên tìm hiểu qua, bởi vì nó giống như một thánh giống, chủ đầu tư thánh giống trong bất động sản luôn. Và rất là nhiều câu hỏi tại sao ông này ông phát triển nhanh như vậy. Thành lập từ 2016 và cái tiền vốn điều lệ nó tăng theo cấp độ chóng mặt, tăng lên cả ngàn lần chỉ trong vòng khoảng 3 năm. Thì liệu một ông chủ đầu tư đường đường chính chính nào mà ông làm được cái sự lớn mạnh nhanh như thánh giống như ông chủ đầu tư này đâu. Cho nên là người ta có rất là nhiều câu hỏi, đặt câu hỏi là tại sao lại có được những cái quỹ đất trung tâm ở khu vực cả Sài Gòn và Hà Nội. Khi mình tìm hiểu về chủ đầu tư Sunshine, mọi người sẽ thấy nè, Hà Nội sẽ có những cái quỹ đất hồi trước là những dự án căn hộ bị treo, nhưng mà Sunshine Group vào mua lại được, đồng thời là đã bàn giao cực kỳ là sang trọng và cao cấp ở Hà Nội. Nhưng mà khi vào Sài Gòn, dự án đầu tay là Sunshine City Sài Gòn á, thì họ lại bị giao trễ tiến độ. Và khách hàng ở đây nó có 9 tòa, thì khách khách của đợt đó là bán ở tòa S7, cái tòa nhà mình đang xem là S1 á, tòa S7 và tòa S9 á, thì chưa có dấu hiệu làm móng luôn, chưa có dấu hiệu làm móng và không biết bao giờ mới nhận nhà. Thì khách hàng ở mua ở Sunshine City đâu phải là dạng người thường đâu, một đơn giá của một mét vuông của khoảng 55 tới khoảng 60 triệu thì không phải là người nghèo mua. Nhưng mà thằng này nó vẫn ì vẫn lì, và nhân sự bên Sunshine Group thay đổi liên tục, và đôi khi số hotline của bên chăm sóc khách hàng của nó mình liên lạc không được luôn. Có nghĩa là cái bên trong nó sẽ có cái gì đó mình không biết, nhưng mà hiện tại là trong khu vực Sài Gòn, Sunshine Group đang chậm tiến độ rất là nhiều. Mọi người hãy tìm hiểu về Sunshine đi. Cái được của họ là họ làm truyền thông rất tốt, những cái hình ảnh, những cái thước phim về sản phẩm của họ cực kỳ đẹp. Cực kỳ đẹp luôn, màu sắc rồi thiết kế nó cho bất động sản nâng lên một cái tầm cao mới về cái chuẩn về tài liệu bán hàng. Chuẩn về vật liệu bàn giao, chuẩn về phối cảnh và làm phim phối cảnh. Mọi người hãy xem những dự án mà Sunshine Group họ làm phối cảnh đẹp và đẹp, đẹp không thể nào cưỡng lại được, quá đẹp. Nhưng mà hiện tại thì chưa được đẹp như những phối cảnh. Rồi, rồi cái con đường Huỳnh Tấn Phát đi xuống nè, sẽ chỉ tiếp cho mọi người cái tòa nhà bên đây. Đây là La Vida của bên Huỳnh Tấn Phát, một ông chủ đầu tư nhỏ. Đi xuống phía bên này, phía dưới này, mình sẽ thấy cụm này là cụm của An Gia nè, ven sông là cụm của An Gia. Còn đây là một cái dự án gì đó nó cũng cũ rồi. Phía đây là cũng có một vài tòa nhà khác. Thì cái trục đường Huỳnh Tấn Phát mình nhìn thấy đi, một bên là ông Huỳnh Tấn Phát, còn một bên là ông Phú Mỹ Hưng, có sự khác biệt không? Bên đây là chủ yếu là nhà dân, nhà bình thường thôi, nhà dân sinh thôi, có rất là nhiều con hẻm. Nhưng mà Phú Mỹ Hưng thì sao? Nhìn qua đây là những cái tòa nhà được sắp xếp bố trí rất là sao? Khuôn khổ đúng không? Bài bản, đẹp mắt. Đó là sự khác biệt của quy hoạch. Nhìn một bên nó thì rất là ok, một bên thì tự lưu học chưa hết. Đấy là sự khác biệt của quy hoạch, và quy hoạch nó sẽ làm chỉnh trang đô thị và làm đô thị của mình đẹp lên. Nó làm tăng giá trị của, làm tăng chất lượng cuộc sống của mình. Đó, thì khi mà cái đoạn này là đoạn gần giao với cầu Phú Mỹ nha. Từ cầu Phú Mỹ đi xuống là mình sẽ thấy như cái này. Rồi, mình di chuyển qua trục đường của Nguyễn Lương Bằng. Trục đường Nguyễn Lương Bằng. Đó. Thì ở bên phía bên đây nè, đây là The Midtown của Phú Mỹ Hưng. Và cái tòa này là tòa, không phải, cái này không phải Nguyễn Lương Bằng nha, mà bên đây mới là Nguyễn Lương Bằng nè, xếp lộn. Bên đây mới là Nguyễn Lương Bằng. Thì cái tòa này là tòa cái gì ta? Offitel kinh gì đó, không nhớ, kinh gì đó không nhớ rõ, nhưng mà nó là một cái tòa Offitel rất là nổi tiếng, bởi vì nó 100% là Offitel, không có căn hộ trong đây. Rồi, đi thẳng cái trục đường Nguyễn Lương Bằng này, mình sẽ qua Phú Mỹ Hưng. Cái cụm này là cụm căn hộ chung cư. Và cái nhỏ nhỏ ở đây nè là một cái dự án mọi người cũng nên tìm hiểu luôn, tại vì nó gần dự án của mình, là Evergreen của Tài Nguyên Real. Còn phía bên đây là đã hình thành hiện rũ rồi. Và đi xuống phía dưới, cái cụm màu trắng ở đây chính là Eratao của Đức Khải. Và khu này mọi người thấy này, mọi rất là nhiều sông suối đúng không, cây cối xanh tươi rất là thoáng mát mát mẻ. Còn bên đây thì nhà cửa lộn xộn tùm lum, sự khác biệt. Rồi tiếp theo Phú Mỹ Hưng mình cũng phải biết, bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái cụm này là gọi là cụm The Vic, nó sẽ trùng tên với cái tòa dự án của mình là The Vic Garden.
Còn cái ông này là một phân khu The Big trong dự án là Midtown. Mid là M y ngắn và D, Midtown của Phú Mỹ Hưng. Hiện tại thì cái khu này nó đang xây dựng và bàn giao khoảng vài lót rồi, vẫn chưa xong. Còn cái tòa The Big này hiện tại cái giá chuyển nhượng của nó, và khi mọi người về quận 7, mọi người phải biết một cái sự kiện rất là nổi tiếng năm 2019, chính là sự kiện bán những cái tòa này nè, The Signature nè, The Ceremony nè, rồi đây là gì đây, The Grandeur nè, The Big nè. Đây là một cái sự kiện bán hàng cực kỳ gọi là nổi tiếng luôn, bởi vì cái sức mua của nó phải phải gọi là bốc thăm để mua, và nhiều người đã phải bốc thăm 3 lần vẫn chưa được mua ở đây. Hãy tìm hiểu lại những cái sự kiện bán hàng của ông chủ đầu tư, ông Phú Mỹ Hưng. Họ bán hàng cực kỳ tuyệt vời và danh tiếng họ đã lên tới mức là người nước ngoài ở đây mua rất nhiều. Phú Mỹ Hưng là có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, họ mua ở đây rất là nhiều. Họ mua rất là nhiều nha. Và hồi trước là sếp có dịp là làm việc với một khách hàng, họ nói là khi mà khách hàng á, họ là người Nhật, họ là người Đài Loan hay là họ là người Hàn Quốc thì họ sẽ chia phe để chơi, cho nên cái tòa nào mà nhiều người Đài Loan rồi thì người Hàn Quốc sẽ không đến, và tòa nào nhiều người Hàn Quốc rồi sẽ không có nhiều người Đài Loan tới nha. Đây là đặc điểm của khách hàng đấy. Thì cái sự kiện bán hàng hồi trước á, là họ mở bán là những cái người khách hàng ở các nước họ phải gọi là đặt chỗ và phải chờ bốc thăm để mua, và phải có rất là nhiều cái kiểu nhận diện khuôn mặt, đăng ký các kiểu, rất là nhiều hồ sơ giấy tờ để được vào buổi lễ mở bán của cái cụm này, The Midtown, rất là nổi tiếng, và cả ba đợt luôn đều cháy hàng chứ không phải là chỉ một đợt. Đây là hình ảnh thực tế chụp hồi tháng 7 ở trên kênh Cà Phê Land. Mọi người có thể là vào Cà Phê Land để xem những cái review về các khu vực. Rồi, đây là thống kê giá. Giá này là giá hiện tại luôn, năm 2021. Đây là những cái tòa của Phú Mỹ Hưng, Encantada nè, rồi The Midtown nè. Đấy, thì giá hiện tại của những căn hộ tại Phú Mỹ Hưng mình phải biết để mình so với The Big Garden của mình. Ở đây thì người ta đang bán chuyển nhượng nha, không phải là bán giá gốc nữa. Và ở ở Phú Mỹ Hưng người ta có một cái gọi là bán chỗ đậu xe, bán chỗ đậu xe ô tô đó, chứ không phải là thuê hàng tháng. Thì hồi xưa có một khách hàng họ quyết định cân nhắc giữa Phú Mỹ Hưng, The Midtown và một cái là Sunshine City Sài Gòn, và cuối cùng bởi vì Sunshine City Sài Gòn không phải mua cái chỗ để xe, cho nên là họ chọn Sunshine City Sài Gòn, và cuối cùng bây giờ thì sao? Bây giờ thì chưa có nhà để ở luôn, cho nên chả biết cái gì tốt và cái gì không tốt hết. Rồi thì bên chỗ Phú Mỹ Hưng á, là giá hiện tại đang sang nhượng dự án này là khoảng 65 triệu. The Midtown là khoảng 65 đến 80 triệu tùy căn. Sunshine City Sài Gòn hồi xưa thời điểm đó bán là nó cũng đã lên tới khoảng 58, 59 triệu rồi, và hiện tại nó đang khoảng 60, 65. Riviera Point là gần kế bên sát bên của Sunshine City Sài Gòn luôn, của Capital Land thì đang bán sang nhượng lại là tầm khoảng 55 đến 60. The Athenaeum cũng của Phú Mỹ Hưng luôn, ngay cái trục đường huyết mạch Nguyễn Lương Bằng, đang là khoảng 70 triệu. Còn bên mình thì sao? The Big Garden mình đang truyền thông là khoảng 50 triệu đã VAT. Mọi người thấy không? Trên lệch tầm khoảng từ 15 cho tới 20 bao nhiêu? 15 tới khoảng 30 triệu. Ví dụ như con này 80 triệu nè, 15 tới 30 triệu một mét vuông. Thì đó cũng là một cái để suy nghĩ chứ, đâu phải đơn giản đâu. Một mét vuông thì nhân ra nữa. Đây là trục đường chính và gọi là trung tâm của Phú Mỹ Hưng nè. Rồi, có một cái dự án đang cạnh tranh với mình. Đây là Asiana Riverside ở quận 7 luôn. Và vị trí của nó là nằm ngay đây, phường Bến Nghé, quận 7. À, lộn, đường đường Bến Nghé, quận 7 ở thuộc phường Tân Thuận. Trong khu chế xuất Tân Thuận rất là nhiều container và rất là nhiều nhà nhà máy. Đây là Asiana của Rocketland. Dự án đang cạnh tranh với mình. Đã có ai tìm hiểu dự án này chưa? Đã có ai từng biết qua cái tên dự án này chưa? Nếu đã từng biết rồi thì gõ vào khung chat là số 5 đi, nếu mà đã từng biết về Asiana Riverside.
Nếu chưa biết thì bởi vì mình chưa nghiên cứu thị trường cạnh tranh. Đấy thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu thị trường cạnh tranh. Nó cũng đang bắt đầu triển khai bán hàng như The Big Garden của mình luôn á. Nằm trong cái cung đường của rất là nhiều nhà máy, khu công nghiệp, cảng. Và đi từ phía của cầu Tân Thuận qua thì mình sẽ tới cái này trước rồi mới đi xuống phía phần Tân Phát sau. Nó gồm có hai tòa và đây là cái view của nó nè. View của nó cũng đẹp nhưng mà cái môi trường sống của nó thì có thể là sẽ bị ồn bởi vì container rồi xưởng sản xuất ở đây ha, rồi có thể là môi trường sống không khí nó không được trong lành lắm. Nhưng mà view á, view cũng được, nhưng mà view cao mới được vậy thôi. Bên đây là gì? Bên đây chính là quận 2, khu đô thị Thủ Thiêm. Đằng đây là Landmark 81, đây là Vitexco, đây là sông Sài Gòn, đây là Asiana Riverside của Gotland. Đang chạy, cũng chạy thị trường và dự kiến là sẽ bán vào thời điểm giống như mình luôn. Họ đang rao bán giá rumor là từ 50 đến 55 triệu một mét vuông, mắc hơn của mình bởi vì nó người ta nói là gần quận 1 hơn cho nên là mắc hơn. Nhưng mà hiện tại thì nó chỉ có một quỹ đất khoảng 1 hectare và hai tòa căn hộ. Còn bên mình là tầm 2 hectare. Đây chính là dự án vị trí khu vực của mình đây. Dự án bên tay phải ngay trước mặt màn hình của mình đó, là dự án Q7. Q7 gì? Q7 Boulevard. Và hiện tại dự án Q7 Boulevard đã bàn giao cho cư dân rồi. Thời điểm xếp bán hồi năm 2019, cuối năm, thì có đi dự cái lễ mở bán của Q7 Boulevard. Hồi xưa là Vinh training cái này là em được training kỹ không Vinh hay là training sơ sơ? Dạ, em cũng kỹ xếp cũng vô xem nhà mẫu rồi chứ. Nhờ em cho nên lại coi để mọi người nắm thị trường cạnh tranh, có cái ông kế bên mình nó bán giá nhiều rồi và ổng như thế nào, nguồn gốc ổng ra sao. Cái đợt em vô là ba bán cái đợt hai cái chị là bán 32 triệu thì cái đợt đó thì cũng đang hoàn thiện, nói chung là nó mọc lên hết rồi mà nó chưa có sơn ở phía ngoài. Lúc mà tầm khoảng là 4 đến 5 tháng sau là nó bàn giao hoàn thiện cho khách hàng luôn vậy. Có 32 triệu em, sao nó hơi kỳ kỳ, tại vì cái thời điểm mà ship đi mở bán á, là khoảng hình như là tháng 10 tháng mấy á, lúc đó là cái ông này á, là cái tòa này nè, là nó là hồi xưa là nó là đất của tái định cư thì phải. Sau đó ông Hưng Thịnh nó mua lại, ông mua lại thì ông làm được pháp lý ông mới mua lại, xong rồi cái ông bán là lúc đó là do là nó đã cất đất rồi cho nên giá trị của nó là phải là giá cao chứ không thể là giá thấp được. Hình như lúc đó có cái bảng giá luôn đại vô lễ mở bán mà mấy cái người khách hàng đang ngồi mình cũng ngồi mình nghĩ bảng giá, mình nghĩ bảng giá thì mình thấy mình chia ra, ừ ông này ông bán hình như 40 tới 44 triệu một mét vuông á Vinh, thời điểm mở bán đợt một của nó. Em bán 32 là cái căn nào hay là ở vị trí nào? 32 là view trong nội khu đó chị. À, rẻ chỉ thôi hả? Dạ. Ừ. Tại vì cái Còn thời còn cái đợt đó thì vô là shop house ở phía dưới là bán sạch sẽ luôn chị. chị nghĩ là chắc là nó thanh lý mấy cái căn xấu hay sao mà sao rẻ quá, tại vì nó đã cất nóc rồi không thể nào bán rẻ hơn được. Thì Dạ. xung quanh đó một cái nữa là cũng của ông Q7 luôn. Cái Q7 là cái tên nha, chứ không phải là Q7 là viết tắt quận 7, nó tên gọi là Q7 luôn. Q7 Boulevard và một cái là Q7 Sài Gòn Riverside Complex á, thì thời điểm đó là nó có tới khoảng 3.500 sản phẩm rồi. Và mình gặp rất là nhiều khách hàng của ông Q7 nè, hồi xưa cho mọi người sell phone á, mua chục căn, mua 5 căn, mua 3 căn, thành ra bây giờ nó bán lại rất là nhiều mà gần như không có lời. Đặc biệt của Hưng Thịnh, chủ đầu tư Hưng Thịnh mình phải biết qua là họ bàn giao một cái thời gian chờ để bàn giao rất là lâu, khoảng 3 đến 4 năm họ mới bàn giao một cái dự án. Cho nên chủ đầu người đầu tư á, họ có được cái lợi chính là cái dòng tiền nhỏ giọt dễ mua. Và khi mà tới thời điểm mà bán hàng á, ở thời điểm nhận nhà thì nó đã sau khoảng một thời gian, một chu kỳ, kể cả một chu kỳ của bất động sản rồi, cho nên giá trị nó gia tăng là chuyện đương nhiên. Nhưng mà nhiều người người ta không hiểu và không không biết được cái việc tăng giá của ông Hưng Thịnh này nó chỉ đến tăng thời điểm lớn ở thời điểm mà nhận nhà thôi, họ sẽ không theo được và bây giờ họ bán lỗ mà không ai mua. Đấy là sự khác biệt giữa đầu tư Hưng Thịnh nha, ai mà theo Hưng Thịnh thì cũng rất là ưng bởi vì họ có cái phương án thanh toán rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái thời điểm nhận nhà nó đã rất là lâu chờ, trong khi người ta nhận nhà cả năm trời ông nào cũng còn chưa xong.
đấy là Q7 Bolivar, thời điểm sếp vô mở bán là nó làm ngay tại dự án luôn. Nó căng lều rồi sau đó là sẽ có sân khấu, sẽ có MC, sẽ có sa bàn, và đi vô trong là bữa đó là bữa khai trương nhà mẫu luôn, cũng chưa vô được, chưa được coi nhà mẫu tại vì đợi dài quá mình cũng chẳng muốn đợi. Nhưng mà họ mở bán ngay tại ở đây, không cần phải thuê khách sạn, bởi vì họ làm lấy khai trương nhà mẫu mà, mời khách hàng vô coi nhà mẫu luôn để chốt. Và khách hàng, khách đầu tư Hương Thịnh, theo Hương Thịnh cũng rất là nhiều. Rồi khi mình di chuyển lên trên nè, cái hướng đi lên đây là đang đi lên về phía của Phú Mỹ Hưng nha. Khu này là khu của Hưng Vượng, Hưng Phúc rồi của Phú Mỹ Hưng nè, rất là mình thấy nè, rất là bài bản, rất là sang trọng, rất là giàu có luôn, biệt thự nhà phố. Và cái này mình đang nói hôm hồi nãy mình nói là Everin, Everin là của tài nguyên Riu á, và khu này cũng là nó là duplex, duplex chứ không phải là căn hộ bình thường. Một cái sàn nó chỉ có khoảng 2 căn thôi, rất là rộng, diện tích nó lại có thể lên tới là khoảng 300 mét vuông một căn. Và bây giờ là sao, đang đứng chưa làm xong được pháp lý. Và phía bên đây những cái dãy nhà phố này nè, hiện tại đang bán ở mức giá là khoảng hình như là 20 tới 30 tỷ một căn, gọi là shop house city, shop house city, city view. Thì những cái shop house này nè, họ bán gọi là biệt thự á, tầm khoảng 30 tỷ một một căn, khủng khiếp không? Còn ở bên chỗ dự án của mình, đây là cái khu đất quỹ đất của dự án của mình đây, anh chị hãy xem nha. Cái đường này là đường Phạm Hữu Lầu, còn đường này là đường Nguyễn Lương Bằng, nối dài thôi, tại vì hồi xưa á, khúc này là đường 15B, sau này nó nối thẳng lên trục đường Nguyễn Văn Linh hiện hữu thì nó lại là đường Nguyễn Lương Bằng luôn. Và ở đây tất cả cái khu đất này đã có những cái ông lớn ôm hết rồi, không còn quỹ đất trống nữa nha. Và cái khu này từ vị trí này nè cho tới cái khu những cái nhà thấp tầng ở đây là khu vực 5,2 hecta của The Big Garden đó. Và ở đây cư dân của mình mua ở đây thì sẽ được có tầm view về Phú Mỹ Hưng, tầm view về cái khu biệt thự ngay dưới nhà, và view phía bên đây là sẽ view về sông, view về sông Sài Gòn giao với sông Xoài Rạp. Và phía bên đây đi thẳng xuống đây gọi là được Phạm Hữu Lầu, thì bên kia đường chính là Era Town Đức Khải. Ai mà hỏi có gần Era Town hay không em thì hãy biết nha, gần Era Town Đức Khải đó. Thì những cái căn biệt thự nhà phố liên kế của mình hiện tại đang bán là ở trên Cà Phê Land. YouTube đó cũng có một cái bài review là đang bán tầm khoảng từ 10 cho tới 16 tỷ thôi. Còn cái ông kia, ông bán tới 30 tỷ, gần như gấp đôi cái ông bên mình. Bên mình thì hiện tại là đang như thế này. Bên kế bên của mình là Q7 Boulevard. Cho nên mình hãy nói với khách hàng là chị có biết cái Q7 Boulevard không? Hay chị có biết Era Town Đức Khải không? Bên em gần cái đó. Đơn giản ha. Rồi ở phía bên đây mé mé sông này nè, chính là cái cụm của An Gia. Và trên đây là đường Hoàng Quốc Việt, Hoàng Quốc Việt 89, Hoàng Quốc Việt đây. Cụm này là An Gia này, đây là Sky 89, rồi An Gia Videorama, rồi An Gia Riverside, An Gia Skyline, các thể loại An Gia là nằm ở khu này, nguyên một cụm của họ luôn.